mức tạ 130kg ở trong lần đẩy đầu tiên. Và đây là Thạch Kim Tuấn với mức tạ 130kg ở lần đẩy đầu tiên nội dung cử vật. Và chúng ta hy vọng Thạch Kim Tuấn sẽ có thể thành công. Anh đang tỏ ra rất tự tin. Như vậy là rất nặng ký đối với các lực sĩ Việt Nam ở hạng cân 56kg. Và bây giờ sẽ là lần đẩy thứ hai với mức tạ 130kg của Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng giành huy chương vàng ở hạng cân 56kg của cử tạ Việt Nam. Như vậy là Thạch Kim Tuấn đã thành công với mức thứ hai của Thạch Kim Tuấn. Anh đang dự tính sẽ phá vỡ kỷ lục tại Asian Games 133kg. Anh đã đăng ký mức tạ 144, xin lỗi bạn, 134kg. Chúng ta có thể nghe những lời chúc mừng của ban huấn luyện dành cho Thạch Kim Tuấn. Anh đang rất tự tin ở nội dung 56kg nam Asian Games lần này. Và chúng ta hy vọng Thạch Kim Tuấn sẽ mang về chiếc huy chương vàng cho cử tạ nam Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã có kỷ lục Asian Games mới